Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu khóa luận tốt nghiệp. Đề tài là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng nông sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất công nghệ Việt Delta, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị ngoại thương. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Đây là phần mục lục. Mục lục thì có rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về từng chương một. Danh mục các từ viết tắt. Danh mục bảng biểu và hình. Lời nói đầu, hoạt động xuất khẩu là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế. Vị thế của một quốc gia được khẳng định bởi sức mạnh nền kinh tế. Kinh tế phát triển sẽ luôn là đòn bẩy thúc đẩy chính trị, xã hội phát triển. Tuy nhiên, không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển kinh tế mà lại không mở rộng phát triển kinh tế đối ngoại, thực hiện đa dạng hóa quan hệ và tích cực tìm kiếm thị trường mới, tăng cường buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các nước với nhau. Do đó cần tập trung phát triển ngoại thương. Và khi nhắc đến phát triển ngoại thương, chúng ta có thể không nhắc tới hoạt động xuất nhập khẩu. Và xuất khẩu là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược phát triển hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế. Đảng và nhà nước ta đã xác định mặt hàng nông sản là mặt hàng xuất khẩu chiến lược và có khả năng tăng trưởng cao. Và tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu công nghệ Việt Delta, mặt hàng nông sản cũng chính là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, chiếm 90% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của công ty. Mục đích nghiên cứu: hệ thống hóa lý thuyết về quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu và vận dụng vào phân tích quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu nông sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất sản xuất công nghệ Việt Delta. Nghiên cứu các ưu điểm công ty đã đạt được có những hạn chế trong quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu tại công ty, tìm giải pháp để cải tiến, hoàn thiện, nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian sắp tới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu công nghệ Việt Delta. Phạm vi nghiên cứu: công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất công nghệ Việt Delta. 4. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp quan sát thực tế, phương pháp thống kê phân tích, phương pháp chuyên gia, tham khảo ý kiến từ những người trong ngành, phương pháp tổng hợp so sánh. Kết cấu của bài tốt nghiệp thì gồm có 3 chương, được chia thành 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Chương 2 là thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất công nghệ Việt Delta. Chương 3 là một số những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quy trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu công nghiệp Việt Delta. Nếu mất em.
Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chương 1, cơ sở lý luận về hợp đồng xuất khẩu và quy trình của tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Khái quát, hợp đồng là sự thỏa thuận đạt được giữa hai nhiều bên nhằm mục đích tạo ra những thay đổi hay triệt tiêu quan hệ giữa các bên. Hợp đồng xuất khẩu là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán giữa các nước trong nước khác nhau, trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa. Bên mua phải thanh toán tiền mặt và nhận hàng. Vai trò của hợp đồng xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu là cơ sở để các bên thực hiện các nghĩa vụ của mình. Hoạt động còn là những cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện nghĩa vụ của các bên và còn là cơ sở pháp lý quan trọng để khiếu nại khi bên đối tác không thực hiện toàn bộ hay những nghĩa vụ của mình để thỏa thuận trong hợp đồng. Hợp đồng ngày càng quy định chặt chẽ, chi tiết rõ ràng, dễ hiểu để thực hiện và càng ít xảy ra tranh chấp. Đặc điểm là so với các hoạt động hợp đồng kinh tế khác trong nước, hợp đồng xuất khẩu có 3 đặc điểm sau: chủ thể của hợp đồng, người mua và người bán, và có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau. Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ của một hoặc hai, hoặc là cả hai. Hàng hóa đối tượng mua bán của hợp đồng phải chuyển ra khỏi đất nước của người bán trong quá trình hoạt động.
Trong tay anh chỉ cầm một đóa hoa. Đấy em. Hay quá. Bây giờ mình đẹp trai gì trong app. Vòng bếch, cha đi khảo bếch. Học cái này, TikTok cái này. Em mày đi. Có phải giống con ấy nhỉ? Tiền không phải con đấy. Cô con ở Thủy Lợi sinh rồi sinh luôn. Tiền Đào Gia Sam Sam Manchester United ở ở Bắc. Cái gì? Nó Sam Manchester ở Bắc này. Ai? Con này. Này, chân nó sao mà? Cưng chiến nhỉ? Nó đam mê, nó hâm mộ như thế mà. Này. Ồ. Xem đi. Chẳng có tình yêu gì có thể là bên kiểu được rồi. Nhưng mà tình yêu mà thấy tức cái kiểu á. Đáng ngu thế. Khó ghê. Đáng ngu rồi ngu. Xem tức rồi tức. Nói hết chứ thằng đã hay rồi. Nhiều thằng đã hay nhưng mà nó vẫn ngu. Biết đá trời màu nó đã ngu ấy. Nó xong đội khác cũng là đá hay luôn. Hết tài. Tụi đội khác mình ngu là đáng ngu. Lỗi ở đâu? Lỗi ở MU. Nhiều cậu viên gãy quá. Áp lực quá. Về phương tiện vận tải. Trong việc thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương, việc thực hiện tàu, thuê tàu, chở hàng và được thực hiện trên 3 yếu tố. Các điều khoản của hoạt động mua bán, đặc điểm và các điều kiện vận tải. Các điều kiện của hợp đồng mua bán. Nếu hợp đồng xuất nhập khẩu quy định người bán phải thuê phương tiện để hợp đồng để chuyên chở hàng hóa đến địa điểm đích,
thì người xuất khẩu phải tiến hành thuê. Cách thức thuê tàu chợ, tập trung đủ số lượng hàng hóa quy định. Thứ hai là nghiên cứu lịch trình tàu chạy. Thứ ba là lập bảng kê khai hàng hóa cargo list và ủy thác cho công ty đại lý vận chuyển giữ chỗ trên tàu, giao hàng hóa trên tàu. Năm là lấy đơn vận bill of lading, thông báo cho người mua về kết quả giao hàng. Phương thức thuê tàu chuyến là đặc điểm là hàng hóa thường chuyên chở đầy tàu từ 90 đến 95%, thường dùng chuyên chở hàng hóa có khối lượng lớn, ngũ cốc, khoáng sản, phân bón. Hai bên phải đảm bảo ký kết hợp đồng thuê tàu, thường sử dụng theo hợp đồng tàu chuyến, thường sử dụng môi giới hàng hải, giá cước thấp nhưng nghiệp vụ phức tạp. Do vậy, đòi hỏi người đi thuê tàu phải giỏi và nắm chắc các thông tin có liên quan. Sao có son hung min mà vẫn không không? Có phải có thằng nào hay được đâu. Thế là sao Paris Saint Germain, Neymar, Mbappe với Messi vẫn là hợp bình thường.
Làm thủ tục hải quan. Thủ tục hải quan là biện pháp của một quốc gia cần tiến hành để kiểm soát hàng hóa ra vào biên giới, ngăn chặn hoạt động buôn bán lậu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây là một trong những công quản lý, theo dõi thống kê về tình hình xuất nhập khẩu. Theo luật hải quan thì điều 16 quy định khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải nộp và khai và nộp tờ khai hải quan, nộp xuất trình chứng từ thuộc tờ khai hải quan. Nếu thực sự hải quan điện tử, người khai hải quan phải gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Chứng từ phải nộp tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu hai bản chính, hợp đồng mua bán hàng hóa và giấy tờ có giá trị tương đương, một bản sao hóa đơn thương mại nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, một bản chính chứng từ phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu. Ôm cà phê đen tối không giờ rồi mà anh chưa tới. Sơn hưu mín. Không đau lắm, chỗ này hơi đau. Gửi hàng LCL. LCL là những lô hàng đóng chung trong một container mà người gom hàng, người chuyên chở hoặc người giao nhận và chịu trách nhiệm đóng gói hàng, dỡ hàng vào ra vào container. Khi gửi hàng, nếu hàng không đủ để đóng một nguyên một container, chủ hàng có thể gửi hàng theo phương pháp hàng lẻ. Người kinh doanh chuyên chở hàng lẻ gọi là người gom hàng sẽ tập hợp những lô hàng lẻ của nhiều chủ tiến hành sắp xếp phân loại, kết hợp các lô hàng đóng lẻ và container niêm phong kẹp chì theo quy định và làm thủ tục hải quan bốc container từ bãi chứa cảng gửi xuống tàu chở đi, dỡ container lên bãi chứa và giao cho người nhận hàng lẻ.
Binance đấy, phần mềm gì á. Đây rồi, đôi giày, đôi giày. Từ thanh toán gồm phương thức thanh toán thường là hối phiếu và các chứng từ gửi hàng shipping document, cụ thể thường có hối phiếu thương mại, vận đơn đường biển sạch, giấy chứng nhận bảo hiểm, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, giấy chứng nhận trọng lượng khối lượng, giấy chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói hàng hóa, giấy kiểm dịch thực vật nếu hàng bán phải kiểm dịch. Đó rồi. Có vãi. Có bình thường. Crypto. Cái gì ấy? Bạn tính ca trên tạo xem có chỗ mình ở trong đấy hay không? Đi 2 ngày mà không về thì cái gì đấy nó thích hợp. Khi mà mình đã có vợ, có con rồi. Ai đi? Những bạn nào tên Dũng. Cái đứa con gái nhắn anh ơi. Em Dũng kiểm sai phát nhá. Chồng em 2 ngày chưa về rồi anh ơi. Chồng em có sắp trên này không? Rất ca mình. Cứ tận vợ mình. Đôi, bốn, sáu, tám. Tám cái mai nằm. Đó là độ ok. Không lên được con nữa. Ồ. Cán là không ăn luôn. Tới rồi.
Cái này còn dám không, không có tài liệu nữa, giờ làm ngày xưa nhiều tài liệu rồi. Phải là nhận gì để làm việc không? Cái gì? Xóa gì để làm việc? Tốt cuối ấy. Qua chương 1 nó chính là xuất khẩu hàng hóa có nghĩa có ý nghĩa quan trọng, ngày càng đóng góp to lớn và mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, động tác tích cực đến cán cân thanh toán quốc tế và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Bởi thông qua xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có nhiều cơ hội tham gia vào tiếp cận thị trường thế giới. Sản xuất hàng hóa xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động và làm việc, tạo ra thu nhập ổn định, tạo ra những ngoại tệ để xuất khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó cũng gắn liền với những không ít khó khăn, thách thức như biến động của thị trường thế giới cũng ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hoạt động của xuất khẩu của doanh nghiệp. Thì qua đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu chương 2 để biết thêm thực trạng, quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất công nghiệp Việt Delta. Bình si đúng vậy, đúng không? Web Bình bên si. đây Nice. Cũng là chứng khoán đúng không? à chứng khoán Là crypto à? ừ. Nó khác gì không? Cái gì Nó khác nhau gì không? khác nhiều tìm hiểu mới biết, em không chơi cái này. Sàn lớn nhất của crypto bây giờ Crypto là gì? tiền ảo là cái gì, Nó cũng cùng giống chứng khoán mà. cái gì Thế nó không giống chứng khoán à? chứng khoán nó còn tiền nó lên ấy, và cái doanh nghiệp nó lên nhờ nội tại, nhờ kiểu người ta làm ăn, Còn cái này là tiền ảo. còn nhờ FOMO mới cả ấy thôi. Nói chung là nó lên nó không được minh bạch ấy. Nó lên bị ảo ảo gì ấy. Hàng xóm rồi này. Chơi cái này chơi ở lâu đài là biết là cũng dân chơi thứ thiệt đấy. Thế nào chứng khoán lâu đài, ui bộ môn não có mặt được được thật sự luôn. Ba bốn không năm năm tháng sao sao còn phải thế này nữa, cái này phải chứng minh thư à?
cũng chơi này luôn á. Máu ấy cái gì cũng có bon gì cũng chơi này. Tiền đã không có cái gì cũng máu. Cũng đã làm giàu này. À không, sắp có thì là giờ cứ một tháng làm 2-3 củ là được. Mày ngang này con. Hay. Không đi về. Đi mẹ. Nó không có cái chế độ lấy ảnh ra nhỉ, để chụp ảnh nhỉ. Không có bình thường ở đây. Chết thì bắt đầu. Với hộp cái ví. Gì? Với hộp cái ví. Ví à? Đăng ký chứng minh thư. Uầy. Quá đi.
cuối mình ăn. Sao tốt tên hai mày thua? Thôi mà một lên chứ, mà U đánh đuối lắm rồi. Gì ấy? Dám đó, thấy rung rung mông kìa. Quả nữa mày, quả nữa. Kia chưa? Chưa. Yeah. Có thể khả năng tí sắp hai trận một lúc. Toàn đồng đéo gì ấy. Bitcoin. Thôi, Ethereum mới đầu này đồng đồng. Mới đầu này. Đồng này cũng dễ này, đồng này bình thường này. Nhưng mà lãi ít này, nhưng mà lên xuống ít. Và bà tê. Đồng này đang lên mắc kinh luôn, đồng này là trước cái đà em bảo anh lên nhiều ấy, em thử trong một tháng. Không phải mấy lên một phát ba. Nếu mà mình chơi theo giờ hay chơi theo ngày hay chơi theo tháng? Cái gì? Đồng ngày chơi theo ngày thôi. Chơi theo ngày, còn mấy đồng to to kia thì chơi theo tháng được, chơi theo năm cũng được. Còn mấy đồng này chơi theo ngày. Cái này là chạy bộ, ứng dụng chạy bộ của nó. Cái này là Celo ấy, Celo, một lần lãi Celo ấy. Đốt, Son, đồng này của Việt Nam, C98, C3 đồng này cũng đấy này. Gọi là MR, toàn đồng đấy thôi, chỗ này toàn đồng. Mấy đồng gọi là gì nhỉ? Mấy đồng lớn đấy. Mua không mà sợ lỗ. Thì sao không mua? Cái gì?
nhưng mà lãi lãi ít là mấy trăm, lãi ít là phí cao. Có một lần mua bao lâu lãi không, chờ mãi nó không được bằng chứng khoán, mất chắc chỉ hơn chứng khoán một tí thôi. Lên chậm lắm, lên xuống chậm, tức là biên độ dao động nó chậm ấy. Phổ biến ra xem cái khác không, biến động 24 giờ này. Năm đồng gì ơi, Paris Saint Germain này nhiều đồng lắm. Đồng này nhìn quen này, đồng này cũng quen này, đồng này cũng quen, đồng này lên cũng kinh này. Mấy không biết đâu, đây là mày mình không biết này. IP3 cũng lên nhiều, chứ tao đồng quen mà phải mấy đồng ấy cơ. Xem nào, cái chỗ nào nhỉ? À đây là giá rồi, mấy đồng có gì này, mấy đồng kiểu thể loại NFT ấy, NFT ấy, mấy đồng đấy lên xuống mình kinh. Như kiểu đồng này chẳng hạn, đây không biết có không, hoặc là đồng cái kia SGB. Không có đồng SGB rồi, chỉ có đồng PSG. PSG không biết, nhiều đồng lắm. Con mực nữa, con mực, con đồng này 6UR chắc là chưa chưa lên mấy cái này. Đồng đồng gì ấy nhỉ, nhớ hơn. Thôi đừng chơi, đừng chơi Đức Phương. Đây ở gì đâu mà chơi, chưa hiểu gì. Chưa hiểu thì sao chơi được. Vâng. Ôi, áo chỉnh, áo chỉnh, áo chỉnh. Yeah.
làm xu hướng à? Đấy, lên lên xuống cái này mà hai mấy phần trăm luôn. Tốt 100 đây, giống của phương như này, mới qua này. Đây là phần mềm gì? Đây là... Nó cũng gần giống một cái sàn thôi, nhưng không phải cái sàn, nên ví ví. Sàn này không lớn bằng sàn kia, thấy không? Nó giống nhau gì vậy? Giống cái kia phí rẻ hơn, cái này phí cao hơn. Cái cam chơi kìa. Cái kia phải đăng ký nhiều cái, mới cả đăng ký kiểu đăng ký một cái ví bên thứ ba bên nước ngoài đúng không? Với ví ngoài thì nạp tiền mình vào, nó mua bằng tiền đô chứ không phải tiền Việt. Cái mua có thể vừa tiền đô tiền Việt được. Đấy. Cam sư bố. Đây để phi game phi bắt tao vô cái thằng đẹp kinh tế lên xuống kinh. Ơ mày lên xuống ít đấy đó ấy 74% luôn đấy trước 70% luôn từ lúc 4 giờ sáng nay 2% lên 4 luôn giàu luôn. Ờ không chơi một con này ấy. Đấy, vẫn đang có tiền trong con này đấy. Con này lên rồi đi. Vẫn lô quá lửa đấy. Sao vẫn lô nhiều ấy. Giá vốn mua lúc mua tận 1.000 mấy. 1.001 giá đấy. 4.8. Quá non. Trong một tháng này tụi đây. Đây mua tầm này mua tầm này. Từ đây đây vào từ đây không mua một phát lên đây mua từ đây đu đỉnh nhá bán hôm ấy lãi rồi đấy sao bán lại vào lãi hơn nữa này lúc ấy lãi em thua chờ chân đi ấy. Thế lãi được có 100% rồi mới bán đấy bán xong tối thì nó xuống mạnh quá ấy. Mua ấy đấy thế giờ có thằng nào dám mua đến đây nó xuống cái này có thằng dám mua không những cái thằng dám mua thì lại lên gấp đôi ảo chưa hoặc cái thằng đây dạo này nó từ đây nó xuống một phát nó nhiêu này 100 mấy này 100 mấy lên 400 x 4 luôn không biết nào làm đâu dễ nhỉ sai thời điểm thôi nhưng mà dễ à đây này. Hay giờ mua con này đấy đang ở 275 này nó đang 1.000 mấy này cả nước là 2.800 này mười mấy lần luôn mua đi nó lên lại bán không còn tiền nó không còn đồng nào luôn mua là hợp lý đấy không còn tiền thì làm tao mua nhá được tôi đi đừng lấy lương ấy làm vào đó tao mua cho dễ không thấy dễ thì mà dễ không dễ thế hay là con nào phải xuống hết cỡ xuống tận đáy thì thôi mua luôn nhưng vẫn chết khó lắm khỏi con nào nó xuống cũng lên được ngay đâu con kia ả à, thật con kia xuống được một tháng rồi nó lên phát gấp đôi chỗ mua này quá không dễ đâu thì thôi mau làm ơn đi câu chuyện ông Phật đơn chứng cháy ngày hôm nay ô xong chơi đi lấy tiền lương mấy ngày 5 lít vào một con Hoover nó lên gấp 5 lần được 2.5 triệu có những con lên mấy chục lần mà. Nhưng mà con nào thì không biết mấy nghìn con thì biết con nào lên tập trung vào 20-30 con thôi khó lắm
Em giờ không chơi, em cứ để giờ em không mua nào đâu, mất nhiều tiền lắm rồi. Chào con kia bao giờ nó mới lên lại được?